ngày 24 tháng 6, tại nhà văn hóa xã Tiền Phong, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Đào Đức Long, sinh năm 1971, trú quán tại huyện Kim Động. Long bị công an bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,154 gram ma túy loại heroin tại xã Hồng Vân, huyện Ân Thi ngày 31 tháng 3 năm 2024. Vụ thứ hai xét xử bị cáo Phạm Phú Quyền, sinh năm 1978, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 21 tháng 3 năm 2024, tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Quyền bị bắt quả tang cất giấu trái phép trên người một gói heroin 0,161 gram. Vụ thứ ba xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991, trú tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Thắng bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tàng trữ ma túy loại methamphetamine có khối lượng là 0,317 gram. Cả ba đối tượng đều tàng trữ ma túy với mục đích để sử dụng. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Long bị tòa xử phạt 1 năm tù. Bị cáo Phạm Phú Quyền, tòa tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Thắng, 2 năm tù giam.